Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục solo squad map sa mạc nhé. Và theo đường bay này thì chúng ta sẽ rơi vào Pecado, một nơi phải gọi là ít người. Các bạn thông cảm nhé. Mình bắn gà nên mình chọn những cái nơi ít người cho nó đỡ chết. Rơi xuống chết ngay, anh em lại chửi, ơ thằng này bắn gà VL. Ok. Theo cái bản này thì chúng ta sẽ rơi ở cái tầm 100m, dưới 100m nha. Nếu các bạn rơi sớm hơn thì nó sẽ bay không đến chỗ mà mình chấm. Đấy, tầm dưới 100 là phải đổ người. Như thế thì rơi xuống nó khá là nhanh. Nhưng mình cũng không nhanh bằng những cái thằng mà nó chơi, không biết nó chơi kiểu gì, nó nhảy còn nhanh hơn cả mình. Ok, người đâu? Có súng rồi. Ê, hình như là clear. Ơ cái định mệnh. Tính nhảy xuống làm phát cho anh em xem nó mát mắt. Mà thật đấy, nào không có người thế này. Ok, thế này thì một mình lút hết rồi. Cái định mệnh giật tung trời. Ok. Một bé. Đồng đội bạn đâu rồi? Để mình xiên luôn một thể. Ủa thằng này không có bạn à ta? Tìm mãi không thấy bạn nó đâu. Chắc là solo squad rồi. Tiện thể chắc là mình sẽ lút đồ nó cá nhẹ rồi chạy luôn. Đi kiếm người chứ ngồi cam đây mãi không có kill. Phí hết cuộc đời. Không biết Thính đã qua Nhật chưa? Cầu mong tới Thính có ngay một thằng đứng chào mình. Chất phết đấy. Đáng tiếc ở đeo quai rồi. Có nên bắn AUG không ta? Chờ bắn đi. Nhặt Thính mà không nhặt AUG thì hơi phí. Vâng, cái gì trong Thính nó cũng ngon hết anh em ạ. Đừng chê cái gì cả. Auto ngon. Trừ cái khẩu MK14 ra nhá. Vâng, nói đi cũng phải nói lại. Một cái khẩu súng siêu khám lọ. Trừ phi là mình không có K98 thôi. Còn có thì auto không nhặt. Cho nó nhìn. Mà sao cái Thính này rơi đây không ai đi nhặt nhỉ? Lại không được bắn nhau rồi. Thính kia rồi. Nhặt ngay thôi mà hình như hơi xa nhỉ. Phải đi vòng rồi.
Ui, ốp này. Nhặt ngay. Thao tác tay nhanh nào. Đi kiếm người khổ quá bà con ơi. À, có xe máy này. Lúc nãy thì mình cũng không nhớ cái đường bay như thế nào, nên cũng không xác định được cái vị trí người ta bay. Lúc nãy nhảy xuống và nhớ một tí nữa là đi kiếm người là dễ hơn. Ôi, chạy nhầm ra ngoài bo rồi. Và bo thôi rồi tính tiếp. Còn 24 người. Đi nhặt hai cái thính thôi mà còn 24 người thì bắn cái gì trời. 12 kill. Trận này chắc là ít kill rồi. Ui dồi ôi, đâm tượt kìa. Không sao. Một bé này. Double kill này. Ok. Cái gì má? Tí nữa thì hẹo rồi. Con lợn này. À, đẩy này. Ok. Ui dồi ôi, mình bắn gà lắm bạn ơi. Mình bắn gà lắm bạn ơi. Mình bắn gà lắm. Vâng, đẩy hết mình đi. Ơ, khuất à? Vô lý vậy. Tình như nó đi lẻ. Không thấy bạn nó bắn trả. Thầy à, tiền khó không? Solo squad đó hả? Bạn đợi một tí, mình lút tí đồ rồi mình qua kết thúc cuộc đời bạn hà. Ok. Mình giàu quá các bạn ạ. Giàu đến nỗi mà không thể nhặt được cái gì nữa. Vẫn đã thế là thêm thằng này đến bút đồ nữa thì. Ui dồi ôi, lại mũ ba nữa này. Nhiều thế. Anh em đâu vào nhặt bớt nào. Nhiều quá mình không thể treo trên người mà mang đi được. Nếu Bluehole ra thêm cái tính năng mà mang không hết mũ treo được sau đít thì tuyệt vời. Vậy là được 5 kill rồi, còn 13 người nữa. Cố lên nào, cầm ốp mà không gặp người này nó phí khẩu ốp ghê á. Thính này. Vậy là phải đi xuyên qua thành phố rồi. À, nhìn tao này. Nhìn này. Nhìn này. Ui dồi ôi. Cái khẩu ốp nó mạnh ghê á. Ừ, mỗi viên một bé.
Ây da, ai bắn đó? Chắc là đầu bên kia rồi. Mình sẽ đẩy qua lấy cái viên này nhìn cho nó dễ. Hình như ló cái đầu này. Ló đầu này. K98 sai lần. Vâng, bạn ló mỗi cái đầu thôi. Nhưng mình vẫn thấy thì là khó. Thôi qua lấy cái sai lần để nó tăng kích thước cái độ dài của cái khẩu ốp cho nó đẹp cũng được. Đối với ốp thì tầm này chúng ta cũng không cần sai lần nữa đâu. Nhờ lắp vào nghe tiếng bụp bụp nghe cũng vui mà. Ui nhiều đồ vậy má. Có tiếng xe bất kỳ này. Chuẩn bị khô máu thôi. Một bé này. Còn nữa không? Không nghe tiếng chân. Chắc là hết rồi. Thế nhiên này sao lại đi lẻ nhỉ? À, dừng lại. Dừng lại là sai lầm. Ô kìa. Ok. Mới nóc thôi. Hình như ở xa này. Ui đúng thật. Vãi cả trường.
Thiên nhiên nằm trên đấy luôn ạ. Nhưng mà từ từ đã. Hình như là gần chỗ mình có người. Ok, chết luôn. Con lợn này bắn cái gì vậy? Nhìn này. Ok, nóc rồi. Hình như ở phía xa xa. Ui, chết luôn này. Phái trưởng bắn thế cũng headshot ạ. Thế này thì đạn rơi không nhiều rồi. Thằng kia chắc chắn đã được cứu. Bò sang bên kia rồi. Mình phải đẩy qua bên đấy thôi. Ui, một tí nữa thôi là ăn được rồi. Chạy này, một viên. Ok, chết luôn. Còn ba người nữa. Không biết ba thằng này có phải một team không, nhưng theo phán đoán của mình chắc chắn là một team rồi. Tại vì cái bọn ngoài này mình giết sạch rồi. Còn cái thằng mà mình knock trong này thì nó đã cứu lại được. Và ít nhất là có hai thằng. Gốc ngoài này không có. Nếu mà bên kia có thì nó đã bắn nhau rồi. Chắc chắn một điều là như thế. Nhưng cũng không thể loại bỏ ra những cái khả năng khác là khác team. Có thể nó nấp ở sau lưng mình mà nó không bắn chẳng hạn. Mình cũng gặp khá nhiều trường hợp như vậy. Nó ngồi sau lưng mình, nó đợi mình bắn hết rồi nó mới giết mình lấy cái top 1. Bò lên chỗ nó, ok fine. Vâng, rất hợp ý mình. Mình tính đẩy qua trái này, xong đi lên. Và bò nó cũng bắt buộc mình phải lên theo đường này thôi. Đây rồi, nằm ngay trước mặt. Ui, thấy mẹ rồi. Ném quả bom ngu người. Tình hình không khả quan rồi, mình vẫn ngoài bo. Bắt buộc phải đẩy lên thôi. Hai thằng ở dưới. Ok, còn một. Ok con dê, tuyệt vời, top 1 rồi. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.